Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì laptop TC mình tiếp tục box siêu chiếc Dell Inspiron 3505. Đây là khách hàng đặt hàng từ xa và muốn bên TC mình bóc ra Active Win và cài đặt các phần mềm ứng dụng cho khách. Thì chiếc máy này nó có cấu hình là chip AMD Ryzen 5 3450U và RAM là RAM 8GB, ổ cứng là ổ SSD 256. Và đây là các thông tin bên dưới. Còn bên này thì nó sẽ có server của máy. Các bạn có thể nhìn thấy server của máy. Ok, bây giờ thì mình sẽ bóc siêu chiếc máy ra. Với chiếc máy này thì các bạn có thể sử dụng cho công việc văn phòng, lập trình thoải mái. Chúng ta vẫn có thể làm các công việc như Photoshop ở trên chiếc máy này được. Siêu nó hơi chặt một chút. Ok, đây mình sẽ làm một chiếc Inspiron 3505 cho khách hàng. Đây, bên trong thì nó sẽ có chiếc máy như này. Sạc thì nó sẽ ở bên cạnh đấy các bạn nhé. Sạc của máy. Đây, siêu bên trong của máy nó sẽ có một lớp siêu này nữa. Và đây là nhân vật chính mà chúng ta, các bạn có thể thấy là nó rất mỏng nhẹ. Đây, thiết kế của nó với cái màu đen ghi này, trông nó cũng rất là sang trọng. Chiếc máy này thì chúng ta gập mở được 140 độ. Khi mà những chiếc máy mới new siêu này về, chúng ta muốn khởi động nó lên thì chúng ta phải cắm sạc thì chúng ta mới active được win máy lên nhé. Mới khởi động được máy lên để chúng ta active win.